Trước tình trạng thất thoát một lượng lớn nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, Tổng công ty cấp thoát nước Sài Gòn Sawako cho biết, phương án giảm thất thoát nước tốt nhất hiện nay là tăng giá nước sạch lên 11%. Theo Sawako, tỷ lệ thất thoát nước bình quân 9 tháng qua của thành phố Hồ Chí Minh đạt 26,34%, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2016. Hiện tại, phía công ty đang nỗ lực để giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống còn 24% theo chỉ đạo của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để tỷ lệ thất thoát nước giảm xuống còn 10% vào năm 2020 thì đồng nghĩa với việc giá nước sẽ tăng 11% do chi phí đầu tư đồng bộ cho công tác giảm thất thoát nước khá cao. Vì vậy, phía công ty đã kiến nghị lãnh đạo thành phố xem xét lại việc tính giá nước. Cũng theo Sawako, năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh phát hơn 626 triệu mét khối nước sạch, nhưng lượng nước có thu tiền và sử dụng cho các hoạt động hữu ích chỉ hơn 449 triệu mét khối, nghĩa là có khoảng 177 triệu mét khối đã bị thất thoát với số tiền tương ứng khoảng 940 tỷ đồng.